Xin chào cả nhà. Là cuối tuần thứ sáu lại bắt đầu. Hôm nay tôi vào muộn một chút thì có một vài bệnh nhân có qua để kiểm tra lại kết quả sau khi thăm khám. Nên là vào hơi muộn một chút. Với chủ đề hôm nay là chúng ta điều trị cái bệnh viêm gan và xơ gan do rượu. Đây một trong những cái bệnh lý có thể là thường gặp ở trong cuộc sống của chúng ta. Nhất là những người mà liên quan đến những cái công việc mà hay sử dụng rượu bia hạn. Hay là người mà có cái tức là có cái sở thích nghiện rượu chẳng hạn thì gây ra những tình trạng về cái bệnh lý đặc biệt liên quan đến cái gan mật, nên ta có cái hướng xử lý như thế nào để chúng ta nó phù hợp. Thì có những trường hợp mức độ chúng ta bị nhưng mà cũng chưa phải là quá nặng, và hai do tính chất của công việc chúng ta không thể bỏ rượu được. Nên dù biết là mình không phải là người sở thích về rượu bia nhưng do tính chất về công việc, nên chúng ta làm thế nào để chúng ta sử dụng mà chúng ta cũng bảo vệ được cái chức năng gan của chúng ta. Thì là lúc này thông qua tiếp chuyện một cái chị, tức là cũng bị cái tình trạng, tức là bệnh nhân nữ bị viêm gan virus B cũng nhiều năm rồi. Thì năm 2017 đi khám thì định lượng virus ở 18, virus nó hoạt động HBe là dương dương tính, còn HBeB là âm tính. Thì là điều trị theo toa bác sĩ thuốc kháng virus thì điều trị được tầm khoảng 3 đến 4 tháng, đi khám lại thấy cái tải lượng virus nó không giảm, để lại bỏ dừng thuốc để đi sang điều trị về đông y, nghe các cái giải pháp quảng cáo trên mạng, tức là cam kết điều trị về âm tính như các thứ, thì sử dụng một thời gian 6 tháng đến 9 tháng để tình trạng bệnh này sẽ xấu hơn, tức là siêu âm gan có gan gan thô đi đo đồ đàn hồi là ở 7,1 kPa, tức là có xơ gan ở mức độ F1, mức độ nó bình thường. Thì sau một thời gian dùng thuốc thì là lượng virus B cũng giảm, mà tình trạng xơ gan lại tăng lên, từ cái xơ gan từ F1 nó tăng lên F2 là 8,3 kPa, xơ gan từ F1 đến F2. Nên quay lại khám bác sĩ lấy tư vấn điều trị thuốc và khám virus tiếp. Thì chị tìm hiểu thông tin thì biết đến tôi thì quay về nhờ tôi tư vấn. Thì với quay lại cũng cần phải bắt buộc những người đã có dấu hiệu xơ gan viêm gan B thể hoạt động thì cần phải điều trị thuốc kháng virus. Nhưng do trước đây có thể chỉ sử dụng một cái dòng thuốc kháng virus mà nó chưa phù hợp chẳng hạn, vậy cái nhà sản xuất chẳng hạn khi tư vấn cho chị về một cái dòng sản phẩm mà tôi hay tư vấn cho bệnh nhân, thì sau chị sử dụng kết hợp với hoa mộc can thì sau 4 tháng thì là định lượng virus nó về dưới ngưỡng, ngay cả bản thân chị cũng tin, và sau một cái khoảng thời gian ngắn nó virus nó về dưới ngưỡng anh, kết quả có sai không? Mà không sai đâu, thì sau 3 tháng tiếp đi kiểm tra lại thì cũng định lượng virus về dưới ngưỡng, và bây giờ sau 6 tháng kiểm tra lại và chỉ điều trị được khoảng 9 tháng thì là định lượng virus hiện tại về dưới ngưỡng xơ gan từ 8,3 kPa, còn bây giờ về ta 6,1 kPa nữa, tức là cái chỉ số xơ gan giảm khá là ổn, và kiểu ăn uống mọi thứ giá rẻ tốt hơn, thì đó là tình trạng bệnh cũng tốt rồi. Bảo thêm muộn qua gặp anh tí để hỏi xem những cái thuốc mà mọi người biểu đấy có dùng được hay không, vitamin E từ bên em màu đỏ hoặc là E đỏ gửi từ bên Nga về, đây là một số cái dòng thực phẩm chức năng mà mọi người biểu như kiểu đông trùng hạ thảo kết hợp với lời cái vì hôm qua anh nhớ là trứng kiện sản xuất ở trong em có dùng được hay không, gửi biểu đấy, tức là những cái là những sử dụng các cái hỗn hợp vitamin chẳng hạn. Nên khi khi một cái bệnh lý về gan rồi, cái chức năng gan mình thì là tốt, nhưng khi mình những sử dụng những cái sản phẩm mà tức là mình có thể là không rõ ràng, mình không biết sau được, thì nên cần một chuyên gia tư vấn. Thì sau khi tư vấn cho chị, tức là mình cũng nên duy trì sử dụng vitamin E, với cái vitamin E gửi từ bên Nga về mà người nhà mua bên đấy đúng là hiệu thuốc gửi về thì mình cũng yên tâm sử dụng được. Vì chức năng gan thì là nơi sản sinh ra cả cái vitamin tan trong dầu là A, D, E, đặc biệt là vitamin E nó có khả năng chống oxy hóa, liên quan đến cái sức đề kháng và oxy hóa cho cơ thể mình, liên quan đến các cái bệnh mãn tính khác nữa. Nên ngày bổ sung thêm một cái vitamin E ở liều 100 đến 400 UV, và thi thoảng mình có thể là dừng lại thì mình dùng tầm khoảng 1, 2, 3 tuần đấy, xong mình nghỉ 1, 2 tuần xong mình quay lại sử dụng. Ngoài ra sử dụng thêm các cái hỗn hợp vitamin, ví dụ vitamin A, B, C, D chẳng hạn, để cung cấp thêm cái hỗn hợp vitamin cho mình, cho cơ thể mình. Nhiều lúc cái chế độ ăn uống của mình mà nó không được tốt chẳng hạn, mà không đầy đủ vitamin thì mình có thể hỗ trợ thêm vào. Chào bạn Tinh Hoàng, chào
Bạn Yến Yến, em chào anh, em định hỏi anh một chút cho người nhà. Bạn Yến Yến, bạn cứ đặt câu hỏi nhé, tôi sẽ trả lời cho bạn. Bạn Thẩm Hoàng. Chào bạn Hoàng Khắc Hương. Em giúp anh cái bình luận nó nổi lên. Chào bạn Linh Đình Khánh, chào bạn Nguyễn Mai. Bạn Điện Điện có hỏi, câu hỏi là bạn em bị xơ gan do uống rượu, giờ chỉ uống thuốc bổ gan mua ở hiệu thuốc, vẫn ăn đủ sinh hoạt bình được, nhưng em thấy chậm chạp đi khám hỏi thăm thì bác sĩ bảo không khỏi được. Em nghe mọi người giới thiệu hoa mộc can, vậy bác em có uống được không, uống được bao lâu? Vậy tình trạng này thì lát nữa cái chủ đề chia sẻ này thì bạn có thể là sau sau buổi sau khi livestream có thể trả lời câu hỏi này cho bạn. Câu hỏi của bạn Hoàng Khắc Hương. Xơ gan do rượu ở mức độ F3 còn chữa được không? Dược sĩ phát hiện xơ gan cách đây 1 năm rồi, đi khám bác sĩ bảo xơ gan rồi thì không chữa được, về kiêng rượu bia uống thuốc bổ gan, hiện nay em thấy mệt mỏi nhói hạ sườn phải. Cái mức độ xơ gan của F3 tức là mình qua kiểm tra máy gối đồ đàn hồi thắt đó độ cứng độ mềm của gan ở mức độ F3, còn cái siêu âm trong cái siêu âm gan của đánh giá xơ gan thì từ cái mức độ từ xơ gan từ F1 đến F3 thì mới gọi là theo dõi xơ gan, thì trước cái thể kết luận là xơ gan được. Còn từ F4 trở lên thì mình ra mới kết bác sĩ mới kết luận là xơ gan, thì lúc đấy sẽ kết luận là xơ gan còn bù hay xơ gan mất bù. Còn ở mức độ F3 thì vẫn điều trị được, tùy theo mức độ tuổi nữa. Thì cái quan trọng của điều trị là cần cái quan trọng nhất của mình hiện tại bây giờ là mình đã biết được cái nguyên nhân cho do rượu, thì nguyên nhân cho rượu thì bạn phải kiêng cái rượu bia, bởi vì rượu bia là nguyên nhân tác nhân gây được xơ gan. Nên trong quá trình muốn điều trị được khỏi bệnh hay không thì bước đầu tiên chúng ta cần làm là kiêng rượu bia đã. Khi mình kiêng rượu bia rồi thì cơ thể mình từ nó sàng lọc chức năng gan, từ nó là thanh lọc trong cái cơ thể mình để nó đào thải các độc tố và cái tế bào gan được tái tạo dần. Tuy nhiên để muốn nhanh hơn, để hiệu quả hơn thì chúng ta dùng các cái giải pháp để hỗ trợ chức năng gan nhanh hơn. Nên từ cơ thể chức năng gan từ nó điều trị bệnh tình có thể nó giảm dần, nó sẽ giảm chậm hơn hoặc ít nhất nó không tăng lên nữa. Nên tình trạng như vậy đi, cái quan trọng nhất vẫn là kiêng liên quan đến kiêng rượu rượu bia để chúng ta điều trị. Còn hiện tại thấy mệt mỏi nhức nhói hạ sườn thì khi bị xơ hóa gan thì cái lưu thông máu trong gan nó bị hạn chế, nó bị ảnh hưởng, thì cái đau nhói này là do cái gan máu nó ứ trệ lại, nó gây ra đau tức, tức là do máu ứ trệ không lưu thông được thì nó đau tức lên hạ sườn. Câu hỏi bạn Yến Yến, bạc em bị xơ gan do rượu, giờ uống thuốc bổ gan mua ở hiệu thuốc vẫn ăn uống sinh hoạt được nhưng em thấy nó chậm chạp, đi khám hỏi thăm thì bác sĩ bảo không khỏi được. Em nghe mọi người giới thiệu hoa mộc can, bảo em được không, uống bao lâu thì đỡ? Với xơ gan do rượu này thì mình cứ tức là cái chức năng gan suy giảm, tế bào gan phá hủy là do cái rượu bia làm phá hủy. Bây giờ chúng ta kiêng rượu bia, dùng các cái thuốc bổ gan tăng cường chức năng gan, tăng cường thải độc cho cái chức năng gan, để mình điều chỉnh chế độ ăn uống nữa. Ngoài cái kiêng rượu thì điều chỉnh chế độ ăn uống nữa, hạn chế các cái thực phẩm như là nhiều dầu mỡ, nội tạng, những thực phẩm chế biến sẵn hay những cái nước ngọt có ga nữa mình cũng hạn chế. Sau khi kiêng chế độ ăn uống tốt, mình ăn uống tức là đừng ăn quá no, ăn mức vừa phải, nhai kỹ. Chế biến thì là hầm hấp luộc, tức là thiên về thực phẩm mà mình chế biến nó mềm hơn, nếu cơ mình nó mềm hơn chút thì khi ăn uống nó dễ hấp thu,
để hấp thu cái chức năng gan nó đỡ bị ảnh hưởng, và sau đó mình dùng thêm hỗ trợ của các cái sản phẩm mà tăng cường chức năng gan. Với những người bị xơ gan thì ngoài tăng cường chức năng gan thì cần một cái yếu tố nó là nuôi dưỡng phục hồi của tế bào gan, nuôi dưỡng chức năng gan. Cái người xơ hóa gan quan trọng nhất là tăng cường lưu thông máu cho gan, tức là có thành phần thảo dược tăng cường lưu thông máu cho gan. Tăng cường thì trục cái huyệt cũ sinh huyệt mới, tức là tăng cường lưu thông được thì để đẩy cái huyệt cũ đã đi mà đồng thời sinh huyệt huyệt mới. Thì những cái vị mà về thảo dược tăng cường lưu thông máu thì ngoài cái vị bổ 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 huyết ra thì cái thành phần đá sâm một trong những yếu tố nó quyết định để tăng cường lưu thông máu và đồng thời giúp cho cái phục hồi của tế bào gan nó tốt hơn. Tức là nhất vị đá sâm cộng đồng tử vật, tức là một vị đá sâm và bằng cả một bài tử vật thang. Nhân trường hợp của bác em thì sơ gan thể sử dụng nó hoàn toàn được, bởi tùy theo mức độ có thể ngày 6 viên hoặc ngày 4 viên trên 2 lần uống sau ăn 1 giờ, tầm khoảng 3 tháng để kiểm tra lại thì tình trạng sơ gan sẽ cải thiện được. Nhất là mình cảm nhận được là về cái mệt mỏi, về cái ăn uống nó ngon miệng hơn, ngủ nó ngon hơn, về khi gan máu lưu thông được ở gan, máu nó hồi về được ở gan thì nó giảm áp lực lên ở tim, giảm áp lực ở phổi, nên lúc đấy là giấc ngủ mình sẽ ngon hơn. Tiếp theo câu hỏi của bạn Châu Minh, anh ơi cho em hỏi bộ em trên group mà chưa thấy anh trả lời. Thật ra trên group thì cũng rất nhiều câu hỏi mà nhiều lúc tức là tôi cũng trả lời kịp được. Nếu mà khi bà phát biết tôi rồi thì bạn có thể vào Facebook và inbox trực tiếp thì là tôi sẽ trả lời được sẽ nhanh hơn. Nhiều lúc trên group thì mọi người trả lời chia sẻ, nhiều lúc cái tin nhắn nó trôi đi. Nó cũng muốn nói chúng ta đi thẳng vào chủ đề của ngày hôm nay, tức là về cái giải pháp cho những người mà bị viêm gan và xơ gan do rượu. Thì như chúng ta đã biết cái rượu ảnh hưởng đến chức năng gan như thế nào. Cái rượu chúng ta uống nó hấp thu vào trong cái cơ thể, nhất là những người uống đọi, nó hấp thu ngay trực tiếp tại dạ dày. Những người mà uống đọi vào thì rơi vào tầm khoảng 10-15 phút sau thì ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, tức là gần như lượng rượu hấp thu hoàn toàn. Để chúng ta uống rượu, chúng ta ăn uống vào nữa thì cái tác nhân của thức ăn nó sẽ cản trở cái quá trình hấp thu của rượu. Nên rượu chủ yếu hấp thu ở phần ruột nó là chính, nên là chúng ta uống vào thì đỡ say hơn. Nhưng khi rượu chúng ta uống vào rồi thì sự ruột nó hấp thu hoàn toàn vào, tức là nó hấp thu ở cái ruột nó và chuyển hóa qua gan. Một phần thì nó được thanh thải ra những yếu tuyến mồ hôi các thứ, nhưng chủ yếu 90% chứ là rượu chỉ được chuyển hóa qua gan, rượu chuyển thành aldehyde. Vì trong cơ thể chúng ta cái men gan, cái enzyme gan trong gan chúng ta sẽ chuyển hóa aldehyde đấy thành một cái chất nó không độc và chuyển hóa qua qua thận để đào thải ra ngoài. Thì vợ những người tùy theo mỗi người chức năng gan nhất định thì có những cái ngưỡng nhất định, nên có những người là uống rượu rất tốt, có người uống rượu cũng được, cần uống một chén cũng được, bởi vì cái enzyme mà liên quan đến chuyển hóa của rượu liên quan đến aldehyde nó phải kém. Như bản thân tôi mà thì uống một vài chén cũng thể là ngày sau mình thể uống tiếp được nữa, có thể say chẳng hạn. Nhưng có những người uống buổi sáng buổi trưa có thể chưa vẫn uống được, tức là cái lượng enzyme của trong cơ thể họ nó rất tốt, mà hai cái thói quen uống rượu thường xuyên nữa thì làm cái chức năng gan cũng gọi là thích nghi, nên chuyển hóa của liên quan đến của rượu uống vào thì gần như 100% đều chuyển hóa qua 90% là chuyển hóa qua gan. Vậy nên khi chúng ta sử dụng một cái lượng rượu nó quá lớn thì cái lượng enzyme của trong cơ thể chúng ta nó suy kiệt, kể cả những người cái lượng enzyme này tốt đến đâu chỉ là thời gian sớm hay muộn cái lượng enzyme đấy nó sẽ giảm dần theo tuổi theo thời gian. Thì lúc đấy thì lượng ăn hít trong lỗ mà chức năng gan nó tăng lên thì lúc đấy nó tác động trực tiếp gây ra viêm gan. Vì vậy nên khi mà những người mà dùng rượu bia vào thì tình trạng viêm gan xơ gan nó sẽ xảy ra trước cái muộn. Và một số cái yếu tố nữa nó ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta nữa là yếu tố về thần kinh ạ. Khi chúng ta uống rượu vào thì nó vào máu nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh, nên gây ra những cái bệnh như kiểu mà liên quan đến tuần hoàn não, gây ra đến bệnh như kiểu Parkinson, liên quan đến bệnh mà suy giảm tuần hoàn, tức là suy giảm về chức năng thần kinh, suy giảm trí nhớ. Khi uống một rượu vào thì ngoài ảnh hưởng trực tiếp về chức năng gan bị ảnh hưởng sẽ là ảnh hưởng sang cái hệ đường hệ thống tiêu hóa nữa. Khi chúng ta uống rượu vào thì ngoài ảnh hưởng chức năng, ảnh hưởng đến quan hệ tỳ, liên quan hệ tiêu hóa gan này, liên quan đến mật tiết về tỳ nữa, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa nữa. Khi chức năng gan suy giảm thì gây ra những bệnh bệnh lý khác nữa, như gồm mẩn ngứa, mụn nhọt ngoài da, những cái liên quan bệnh gì, liên quan các cái bệnh gì cũng nữa. Nên vì vậy thì khi chúng ta mà có những cái dấu hiệu của những cái bệnh về gan thì chúng ta dựa vào đó chúng ta phát hiện. Với những người sử dụng rượu bia thì ban thông thường chúng ta có những cái biểu hiện dễ dàng nhận biết nhất, đó là
chúng ta đang mệt mỏi, sau đó cái tiểu da chúng ta xấu, ăn uống nó cảm thấy không tiêu, tức là ảnh hưởng đến chức năng liên quan đến hệ thống dạ dày. Và khi nắng một chút nữa thì lúc đấy mình ngoài da của vàng da, vàng mắt, đau tức cả xương. Đấy là những biểu hiện rõ ràng nhất mà của những dấu bệnh nhân gan. Hoặc một số một trường hợp này cũng phát bệnh theo cái kiểu là vàng da, vàng mắt, đau tức cả xương, mà lại phát triển ra một cái bệnh theo hướng là âm thầm hơn, tức là cơ thể mình cảm thấy có mệt nhưng mà cũng rõ ràng lắm, nước tiểu nó sẫm màu cũng rõ ràng lắm, da mình nó hơi xấu xấu đi nhưng cũng rõ ràng lắm, tức là không phải vàng da nhưng da nó kiểu nó thâm thâm hơn, nó sẫm sẫm hơn, nó xấu hơn chẳng hạn, hay là kiểu da mình nó hơi bụng bụng hơn chẳng hạn, tức là kiểu nó gì về âm thầm mà mình không biết, mà cứ sử dụng rượu vào thì tình trạng đấy nó thể rõ ràng hơn dần dần. Hay vô tình mình đi khám kiểm tra phát hiện mình bị xơ gan chẳng hạn, mà khi phát hiện xơ gan rồi mình cảm thấy mình vẫn khỏe mạnh bình thường như thế này thì nghĩ là xơ gan này không vấn đề gì cả, nên cứ tiếp tục sử dụng liền để một lúc nào để cái tế bào gan trong cơ thể mình cần bị phá hủy hoàn toàn, tổ chức gan bị xơ và teo hết, thì lúc đấy là con tỷ lệ tế bào gan còn lại nó cũng yếu, không đủ chuyển hóa nữa, thì lúc đấy mới gây ra các cái bạn nữa của bụng, thật là xơ gan cổ trướng. Xơ gan cổ trướng nên rối loạn chuyển hóa giữa chức năng gan về lách, sau đó chuyển chức năng lách về thận, thì lúc đấy chức năng gan cũng chuyển hóa được cái ammonia, chức năng thận cũng lọc được ammonia nữa, thì lượng ammonia tăng lên gây ra hội chứng gan não, thì lúc đấy bệnh nhân gần như đi vào hôn mê và tử vong. Các cái đường đi của cái bệnh nhân từ viêm gan đến xơ gan là diễn biến như vậy. Nên cái biểu hiện lâm sàng mà khi chúng ta mà sử dụng rượu bia mà có hay không có thì thi thoảng chúng ta cũng phải định kỳ chúng ta đi khám về men gan, chức năng gan để xem từ cái mức độ mình đã tác động đến gan như thế nào. Về các cái điều trị thì vậy, điều trị thì khi đã bị với trường hợp thứ nhất bị viêm gan, khi đã viêm gan thì một là có những cái biểu hiện của vàng da, vàng mắt, đau tức cả xương, hoặc chúng ta đi khám kiểm tra men gan ASAT, ALAT hoặc AZT nó thì men gan nó tăng lên, đặc biệt là chỉ số ALAT nó tăng lên kiểu gì cũng xơ gan, còn bởi chỉ số mà ASAT có thể là tức là tình trạng có thể viêm gan cấp hoặc là viêm gan viêm do những tổ chức khác, hay chỉ số AZT tăng thì chỉ số này nó liên quan đến cái nhiễm độc gan là chủ yếu, còn cái chỉ số ALT thì nó một trong những cái chỉ số mà có thể làm cho cái phá hủy tế bào gan, phản ánh của phá hủy tế bào gan. Thì khi phát hiện rồi chúng ta cần phải ngưng rượu bia tuyệt đối để chúng ta điều trị, để cái chức năng gan chúng ta về nó ổn định rồi thì sau đấy chúng ta cố gắng hạn chế với những công việc mà bắt buộc phải mà sử dụng. Còn với những người mà sử dụng rượu bia, mình biết là mình bắt buộc phải sử dụng rượu bia hoặc là một cái sở thích mình hay sử dụng rượu bia chẳng hạn, thì mình cũng nên phòng chứ đừng để khi nó có những cái biểu hiện rồi mình mới điều trị. Mình biết mình hay sử dụng rượu bia mà đi khám bệnh chức năng gan bình thường, men gan bình thường thì mình bổ sung các sản phẩm liên quan đến bổ gan, tăng cường thải độc gan, tức là ít hay nhiều mình cũng nên sử dụng định kỳ, tháng quỹ nào mình nên sử dụng vào để phòng cho cái tình trạng là viêm gan, xơ gan. Có những người mà khi đã phát hiện quá đoạn viêm gan rồi chuyển sang cái đoạn xơ gan nữa, trên tổ chức gan là có những kiểu đi siêu âm, có những nốt nó nhu mô gan thô chẳng hạn, hay nhu mô gan thô bờ không đều, hay là có nó tăng âm thì là gan nhiễm mỡ. Thì khi có những biểu hiện của thô gan rồi thì chúng ta cần đi làm thêm một xét nghiệm nữa, tức là làm đo đồ đàn hồi để xem mức độ của mình như thế nào để đánh giá. Ngoài ra mình kiểm tra thêm các xét nghiệm liên quan đến ung thư nữa, kiểu AFP, APL3 nữa, bởi vì những người xơ gan thì khả năng ung thư nó cao hơn, mình cũng sàng lọc trước để mình biết được là cái bệnh tình nào để có hướng điều trị. Và khi đã phát hiện xơ gan rồi thì bắt buộc phải kiêng rượu bia. Những người mà chưa bị xơ hỏa gan thì có thể là mình đang sử dụng rượu song song mình dùng thêm những thuốc bổ gan, có thể là để duy trì để giảm cái tình trạng xơ gan đi. Nhưng với người xơ hỏa gan rồi thì bắt buộc phải kiêng rượu bia để điều trị ổn định, và sau đó gần như giảm rượu bia, gần như cũng gọi là tuyệt đối, nhưng giảm rượu bia thấp nhất có thể. Bởi vì nếu chúng ta tiếp tục sử dụng thì cái tình trạng xơ hỏa gan sẽ tăng lên. Với nền tảng đã bị xơ hỏa gan rồi và bây giờ xơ hỏa gan tăng lên nữa thì nó rất lớn. Nên nhiều lúc mọi người chưa nhìn thấy được cái hình ảnh của xơ gan F3 hoặc xơ gan F2 hoặc xơ gan của F3, F4 hả? Thì mình cứ nghĩ là mình khỏe mạnh bình thường. Còn có những cái phẫu thuật mà liên quan đến cả cái xơ gan F3 có một khối u như hàng, khi chúng ta nhìn thấy cả được một cái lá gan thì nó xù xì, nó nổi lên những cái hạt trên có cái bề mặt của gan, các cái nốt sần trên bề mặt gan, nó giống như các cái mụn sần xù. Và nhìn cả cái khối lá gan nó thấm đen thì chúng ta mới thấy được là tuy nó bị như vậy nhưng nó vẫn đủ chức năng bù trừ cho chúng ta,
còn khi nó đã không đủ chức năng bù trừ nữa thì gần như lá gan đã teo, nó teo gần teo khô đấy, gần 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 hết rồi, nó không còn đáng kể nữa. Nên về giải pháp điều trị thì cũng cần những người viêm gan hay những người muốn điều trị hẳn khỏi bệnh thì bắt buộc phải là kiêng rượu bia, và thứ hai là mình phải điều chỉnh chế độ ăn uống, thứ ba là mình tập thể dục, thì lúc đấy tình trạng sơ gan mình nó sẽ cải thiện, ngay cả không sử dụng thuốc nó vẫn cải thiện ít hay nhiều nó vẫn cải thiện, vì lúc đấy từ cơ thể chức năng của cơ thể mình từ nó điều tiết, từ nó điều chỉnh lại, ngay cả cái kiểu chúng ta xem một cái môi trường chúng ta sống ở thành phố là ô nhiễm như vậy, chúng ta quay về nông thôn chúng ta thở vậy đã thấy nhẹ nhàng rồi, hay chúng ta lên vùng đồi núi chúng ta đi ở các cái vùng thác nữa nhà chúng ta thở không khí trong lành là chúng ta đã thấy rất khỏe rồi, thì chức năng gan cũng vậy, chúng ta hàng ngày cứ bơm rượu vào thì cũng nó bị nhiễm độc cơ thể mình, bây giờ chúng ta dừng lại chúng ta là cũng không bị cái ô nhiễm vào trong cơ thể chúng ta, cũng bị những cái độc tố vào trong cơ thể chúng ta nữa, thì chức năng gan nó đủ để hô hấp, đủ để thở, đủ để khỏe lại. Nếu chúng ta muốn tình trạng mình cải thiện nhanh hơn, đặc biệt những người bị xơ gan F3, xơ gan F4 thì bắt buộc phải có hỗ trợ điều trị thông thường ở bên Tây y thường bác sĩ hay kê kiểu mà silimarin là kiệt xuất từ gốc gai, từ silimarin silibin hỗn hợp vitamin chẳng hạn, hay cái L-arginine L-arginine chẳng hạn, những dòng đấy thì nó cả cái axit amin đấy và các cái dòng mà chống oxy hóa trên màng tế bào gan đấy, nó sẽ bảo vệ tế bào gan chúng ta uống cũng khá là ổn. Với mức độ xơ gan thì không nhất thiết phải là những cái sản phẩm chuyên sâu chuyên biệt lớn, nhưng với những người mà đã có xơ hóa gan chẳng hạn, xơ hóa gan thì cần một cái sản phẩm chuyên sâu chuyên biệt hơn, vì khi chức năng gan đã xơ hóa rồi thì nó ảnh hưởng can thị nó phạm sang tỳ và vị, nó ảnh hưởng đến cả cái dạ dày, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, chúng ta cần phải cân bằng lại cả cái hệ thống tiêu hóa chúng ta, khi cả hệ thống chúng ta tốt, chúng ta ăn uống tốt, hấp thu tốt, chuyển hóa tốt, mà chúng ta cũng lời tốt nữa thì lúc đấy cơ thể chúng ta mới nâng lên được, đặc biệt ở tại chỗ xơ gan. Ở xơ gan thì chúng ta cần phải tăng cường lưu thông máu cho gan, bởi vì lưu thông máu cho gan thì các cái tế bào oxy mới đẩy được các tổ chức gan bị xơ hóa, khi oxy đến tổ chức gan xơ hóa thì các tế bào gan đấy nó mới sống khỏe mạnh bình thường như các cái tổ chức ở những vị trí khác, khi lưu thông máu được đến tổ chức gan xơ hóa thì cái dinh dưỡng nuôi dưỡng mới đến được tổ chức đấy, hay những cái tế bào gan sản sinh mới mới đến để mà phục hồi cái tổ chức gan xơ hóa đấy, tức là ba yếu tố nó quyết định, tức là tăng cường oxy, tăng cường dinh dưỡng và cái tế bào gan mới, vì cái lá gan chúng ta cái tế bào gan mất đi nhưng tế bào gan sản sinh mới bù đắp vào, nên chúng ta có thể là phục hồi ở đây là phục hồi bằng tế bào gan mới, chứ không phải tế bào gan nó chết đi tạo thành sẹo nó thường nó sống lại thì lúc đấy không thể sống lại được, mà sẽ bù đắp lại bằng tế bào gan mới bù đắp vào, thì lâu dần thì các cái nốt sẹo đấy nó sẽ được che phủ đầy bằng những cái tế bào gan mới xung quanh của cái tế bào gan mới đấy, nó đẩy các cái khối xơ sẹo này tách ra, thì lúc đấy cái mật độ liên quan đến xơ gan của mình nó giảm xuống, khi để mình siêu âm thì mức độ xơ gan mình sẽ giảm xuống, chắc chắn cái siêu âm thì vẫn đấy là gan có gan như gan thô, nhưng cái mật độ của thô nó sẽ giảm đi, đặc biệt chúng ta đi siêu âm đồ đàn hồi thì lúc đấy cái gan của ta nó mềm mại hơn, độ cứng đồ đàn hồi tốt hơn, hoặc chúng ta siêu âm liên quan đến cái bước sẵn đi qua chẳng hạn, khi các tổ chức gan xơ hóa nó tách ra thì lúc đấy bước sẵn đi qua nó dễ dàng hơn, bước sẵn đi qua dễ dàng hơn thì lúc đấy cả các cái chỉ số liên quan đến các chỉ số đi qua vận tốc của cái ánh sáng đấy nó sẽ giảm xuống, thì lúc đấy các tình trạng xơ gan mình giảm 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 xuống được. Nên trong điều trị của xơ gan thì yếu tố quyết định vẫn là cái bản thân chúng ta kiêng được rượu bia, cái thứ hai chúng ta điều chỉnh chế độ ăn uống, cái thứ ba chúng ta dùng thuốc hỗ trợ thêm, ngoài những cái thuốc hỗ trợ thêm thì chúng ta tập thể dục nữa thì chúng ta chức năng gan chúng ta mới cải thiện được. Còn với những người mà bởi do tính chất công việc thì như của anh làm lãnh đạo hay làm trưởng phòng hay làm giám đốc kinh doanh vậy hả, mà công việc giao tiếp bắt buộc phải sử dụng rượu bia thì chúng ta cố gắng hạn chế thấp nhất có thể, và đồng thời sử dụng các cái thuốc chuyên sâu chuyên biệt để bảo vệ chức năng gan chúng ta. Khi sử dụng kiểu mà bình thường chúng ta sử dụng cái tần suất xa hơn, nhiều người giải trong một tuần chúng ta sử dụng một lần, nó khác với tần suất chúng ta sử dụng 2 lần, hay một lần chúng ta sử dụng là ít hơn một người giải một lần chúng ta sử dụng 10 chén rượu thì nó sẽ ảnh hưởng hơn 10 chén rượu sử dụng cho 2 lần trong tuần, vì lúc đấy cái gánh nặng đến một lần của khi chức năng gan thải trừ sẽ rất lớn, nên ảnh hưởng rất lớn trực tiếp về chức năng gan. Nên trong quá trình điều trị rất buồn là với những người mà đã nghiện rượu, nhất là những bác đã ở quê bố mẹ, tức là các bạn còn nhờ anh giúp đỡ cho bố mẹ em tư vấn nói là nguy hiểm này nguy hiểm nọ, nhưng các bác sau khi nó uống đỡ rồi, điều chỉnh đỡ rồi lại quay về là ngồi đánh cờ, lại bắt đầu lại chén chủ chén anh,
sau một vài tháng lẻ gọi con bộ về đưa bộ đi viện kiểm tra đấy, có nôn ra máu, chảy máu, có giãn tĩnh mạch thực quản đấy chẳng hạn, thì lúc đấy tình trạng điều trị lại là cái câu chuyện, tức là khi ở bệnh viện rất sợ, nhưng khi về điều trị bệnh tình ổn định hơn chút rồi thì lúc đấy quay lại là cái sử dụng rượu bia. Vì người ta nhiều lúc là giờ sống còn bao nhiêu nữa mà kiếm rượu bia thế này thế nọ, tức là cái tâm lý người ta thì cho phép mình sử dụng, tức là chúng ta phải biết được là cái thân thể chúng ta, cái cuộc sống chúng ta thì cho chúng ta quyết định, mà bây giờ ngay cả một cái chút rượu bia chúng ta không kiêng được, không quyết định được nữa, thì thầy thuốc cũng bỏ tay cũng chịu, không có ai mà điều trị được tình trạng xơ gan, nhất là xơ gan cuộc chiến rồi mà vừa điều trị vừa cả uống rượu bia. Một cái trường hợp tôi rất tiếc, đó là một cái bệnh nhân mà cũng rất kỳ công điều trị, điều trị cũng như một cái duyên bạn, tức là nhớ là bệnh nhân ở Khánh Hòa sơ gan do rượu bia, tức là đi làm thì cuộc sống gia đình cũng gọi là cũng được hạnh phúc lắm, thì bạn tức là sử dụng, bảo mỗi ngày em sử dụng tầm khoảng 1 lít rượu nhỉ, tức là rượu để tất cả đi làm công nhân, bảo em làm xây dựng ở công trình thì là cứ được đồng nào đang mua rượu hiểu, tức là gia đình cũng em bấm thì mua rượu để tức là để khuấy khỏa đi, mà rượu để mua thì nguồn gốc không rõ ràng nữa, cái tình trạng thân sức khỏe càng xấu, đến cái sơ gan của trưởng bùng to, thì về vợ con này hắt hủi nữa, thì đi đi một lần viện hai lần viện thì cũng không chả có tiền nữa, bố mẹ không giúp đỡ được gì, thì lúc đấy mình nhờ tôi gọi là điều trị, thì cũng cả dùng sản phẩm tràng viên hoàng cam để kết hợp và cắt thuốc nữa, bằng thuốc cắt và biểu mỗi lần tầm khoảng 5 chén, 5 tháng cũng như 15 ngày, và mỗi cắt thuốc lại toàn lại ở bên Medibank Tech cần thuốc đắt, một lần đấy cũng mất là 1 triệu 6 triệu 7 tiền thuốc cắt lại cũng bị ốm bệnh, thì cố gắng là điều trị trong 3 tháng là bà nó gần như khỏi bệnh hoàn toàn luôn đấy, tức là nó có trẻ có 27 tuổi, tức là ngay cả khi những người xung quanh cũng bảo không tin cái thằng này nằm sơ gan cổ trưởng gần chết để đi thăm rồi, và bây giờ là khỏe mạnh đi xe máy được, 6 cân nặng là tăng lên từ 30, nếu là 37 cân sau tăng lên được 45 cân, ra mọi người cũng nhận ra được, nhưng khi nó ổn định rồi thì bạn nó cũng không thể, tức là cuộc sống nó quay lại là một trong cái Google luẩn quẩn như vậy, thì tiếp tục là đi làm thì không làm được, bây giờ tình trạng xơ gan lại gần như đi làm không thể làm được, tuy là sức khỏe nó ổn định lại có thể đảm bảo cho mình là ăn uống sinh hoạt bình bình thường, nhưng mà không thể tức là để đi làm công việc kiểu mà đi xây dựng công việc bình thường được, có cùng lắm thì là kiểu mà bán đất tre ở hè phố gì đấy, hay là bán hàng vặt gì đấy, chứ không thể là một cái lao động, gọi là một cái lao động chính làm những công việc nào được, thì là không kiếm tiền được, thì là vợ con tức là lại mâu thuẫn trong gia đình nữa, thì vợ con lại chuyển về bên ngoài, thì bà nó sống một mình, thì sau bạn ấy một thời gian nghe các em bảo là chăm sóc bà ấy và anh bà ấy bị mất đi ra nhỉ, tức là cũng rất tiếc, tức là khi mình đã giúp họ cứu họ được rồi, những cái mạng của họ thì mình cũng thể cứu được, bởi vì cái cuộc sống của họ là họ quyết định, bởi vì mình có thể giúp họ được qua cái phần là thập tử nhất sinh rồi, còn bây giờ họ tiếp tục sử dụng rượu lại thì chắc chắn mình cũng thể là bỏ một cái tiền để cứu một người một lần nữa mà liên quan đến rượu bia nữa, thì thay vì cái tiền đấy mình phải dành cho những bệnh nhân khác, bởi vì bản thân họ không ý thức được, ngay cả khi ban đầu bảo em có kiêng rượu bia tuyệt đối thì anh sẽ giúp em được, còn em không kiêng thì anh không thể giúp em được, nó đã khẳng định trở lại, em cố kiêng bây giờ em cũng như thế này đi mấy lần viện chọc dịch như thế này em đau cái thứ đầu em rất sợ, thì như vậy thì lúc này mình khuyên điều trị mà quay lại như vậy thì không thể giúp đỡ được nữa, mà khi quay lại thì tình trạng bệnh nó xấu hơn nữa mà ra đi rất nhanh, nên chúng ta ý thức được cái tác hại của rượu bia, nên nhiều lúc là trong cái cuộc nhậu nhẹt chúng ta cũng nên hạn chế, tức là chúng ta hạn chế nó chừng mực ở một cái khoảng nào đấy, mà cơ thể chúng ta cái ngưỡng của mình, ta mọi người là có một cái ngưỡng, nhưng khi cảm thấy cái ngưỡng rồi chúng ta nên dừng lại, và những người khỏe mạnh thì tôi khuyên như vậy. Nhiều người hỏi là khi đã uống rượu say rồi có cách nào là giải rượu nhanh hơn nữa, về cái giải rượu thì hiện tại ngoài nhà thuốc thì cũng bán rất nhiều sản phẩm mà giải rượu theo anh hay gọi là ghè rượu cấp tốc ấy, những thành phần uống vào để nó tăng cái chuyển hóa của amidit nữa, ảnh hưởng đến gan, hôm nay chúng ta khi họ sử dụng chúng ta đi về ta dùng 2 viên đấy tạm thời để nó giảm cái tình trạng chức năng của ảnh hưởng đến quán rượu bia, ngoài ra chúng ta có thể sử dụng những đồ nhỏ, tức là đồ đồ xanh chúng ta nấu cháo lên chúng ta lấy nước chúng ta uống cũng là tăng cường chức năng về liên quan đến thải độc cho cái cơ thể chúng ta, còn về lâu dài thì chúng ta những người mà đã bắt buộc về công việc chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm nào đấy mà mình thấy nó phù hợp là mình sử dụng, không nhất thiết phải sử dụng hàng ngày, nhưng mình nhận mình dựa vào cái tần suất của mình sử dụng rượu bia như nào để mình sử dụng, cả tuần mình dùng một lần
thì mình sử dụng tầm khoảng 1 đến 2 hộp chẳng hạn trong một tháng. Còn tần suất mình sử dụng nhiều hơn mình dùng tăng hơn. Còn tần suất mình thi thoảng một tháng mình sử dụng một hai lần thì một quỹ mình sử dụng một hai hộp thôi. Không nhất thiết phải sử dụng cái chi phí đó cũng không phải là quá lớn. Người ta mất chỉ một vài trăm ngàn trong một tháng thì cũng đáng kể. Nhiều người bảo là đun nước cà cũng được không? Cà cũng khá là tốt, nó một trong thảo dược cũng rất lành tĩnh, bảo vệ chức năng gan của ta. Cũng rất là nhiều đề tài nghiên cứu của mình khai là nghiên cứu khá sâu ấy, vì một số bệnh viện nghiên cứu hạn. Chúng ta có thể gọi nguồn cà leo mình tự trồng hay mình thu hái hay người quen địa là quan trọng nhất. Với thảo dược là tuy nó lành tĩnh nhưng mình phải kiểm tra được nó có bị mốc hay không là cái quan trọng. Nhiều lúc cái cảm quan của mọi người nó không tốt, vì chúng tôi làm trong ngành tôi biết khi chúng ta cầm ngay cả cầm bốc cái thuốc lên này thì mình đã cảm quan được là cái thuốc đấy có đã ảnh hưởng hay không hay đã để lâu hay không. Thì chúng ta để qua 6 tháng đến 1 năm thì chất lượng nó đã giảm xuống, nhiều lúc là mỗi ngọt nó ở bên trong mình không biết, thậm chí chuột còn đẻ trong, một số chuột còn đẻ trong nữa. Nên chúng ta sử dụng những dược liệu như vậy thì không những tốt mà còn hại chức năng gan chúng ta. Nên những thảo dược chúng ta về rửa sạch, phơi khô, phơi rất khô, đóng trong tủ mà chúng ta buộc lại bảo quản, đặc biệt bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được, nhưng mà bảo trong đấy có ảnh hưởng gì không, để chúng ta bọc khô sạch sẽ chúng ta bảo quản nó mới được, nó không ảnh hưởng gì. Vậy thì mới một cái lượng thời gian mình sử dụng cũng 6 tháng đến 1 năm là được. Tiếp theo phần là trả lời câu hỏi mọi người đã đang 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 gửi về. Câu hỏi bạn Nguyễn Bình, người nhà em bị men gan tăng lúc nào cũng trên 100 mà cứ vẫn uống rượu, bia không kiêng thì phải làm sao anh? Rất khó, cái men gan tăng 100 thì bình thường tăng 100 thì men gan tăng nhẹ, tức là tăng khoảng hơn 2 lần, 2,5 lần, 2-3 lần thì mức độ này thì tức là nếu chúng ta để kéo dài tình trạng men gan tăng như thế này, chúng ta khi nói men gan tăng này là có ba chỉ số acid lactate và GGT. Nếu mà GGT tăng mà tầm 100 thì cũng chưa phải ảnh hưởng gì nhiều, nếu chúng ta kéo dài mà sử dụng ra thì có thể là tăng alac. Nếu alac nó tăng tầm khoảng 3 4 tháng 6 tháng tùy theo mức độ từng người nữa, có người 1 năm thì chuyển hóa sơ sơ hóa, có người 2 3 tháng là chuyển hóa sơ hóa rồi, nó tùy thuộc vào cái suy giảm chức năng. Để những người chức năng gan tốt nó tăng 100 thì thời gian nó có thể lâu hơn, còn người chức năng gan đã kém rồi mà thì tăng 100 thì 2 3 tháng sau thể chuyển hóa sơ gan. Thì giải pháp vẫn là kiêng rượu bia hoặc giảm rượu bia và sau đó hỗ trợ thêm những cái giải pháp về tăng cường chức năng gan và tăng cường nuôi dưỡng. Ở người bị liên quan đến rượu bia thì hai yếu tố cần nhất trong một sản phẩm đó là tăng cường thải độc và hai tăng cường nuôi dưỡng, là hai yếu tố cần thiết cho trong một sản phẩm để mà cho phục vụ cho những người mà liên quan đến rượu bia, công việc liên quan đến rượu bia hoặc là người nghiện rượu bia thì phải đạt được hai yếu tố đấy. Đó là thải độc, là khi chúng ta uống rượu bia nó tăng cường thải độc đi sẽ giảm ảnh hưởng đến chức năng gan, mà khi chúng ta uống rượu bia rồi thì nó ảnh hưởng chức năng gan, sẽ suy giảm chức năng gan. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng chức năng gan lên, tăng cường chức năng gan và nuôi dưỡng chức năng gan lên. Nuôi dưỡng ở đây không phải là tăng cường, nuôi dưỡng ở đây cung cấp các cái axit amin hoặc tăng cường để chúng ta hấp thu các axit amin ấy, để nó phục hồi cái tế bào gan mới lại và cái chức năng gan tốt, nó khỏe khỏe mạnh lên. Đây vậy những người về liên quan rượu bia. Câu hỏi của bạn Tụ không đẹp, em 35 tuổi khi nhậu xong hay bị nổi mẩn ngứa khắp người, không nhậu thì không sao. Hôm trước đi khám sức khỏe công ty người ta bảo em men gan cao, viêm gan, em đang uống mấy cây chó đẻ ăn xoa cũng đỡ, vậy có phải kiểm tra lại ở đâu không anh, có nguy hiểm không? Thì 35 tuổi mẩn ngứa nổi ra có viêm gan thì đi khám men gan tăng, tức là chức năng gan của mình là suy giảm, cái khả năng đào thải độc tố là giảm đi. Nên khi mình uống rượu bia vào thì chức năng gan suy giảm hơn, cái độc tố của liên quan đến chuyển hóa trong chức năng rượu ảnh hưởng cả cái độc tố khác nữa thì là gây ra mẩn ngứa, suy giảm thì liên quan đến cái sức đề kháng của mình thì liên quan đến mẩn ngứa nổi khắp người. Thì trường hợp này thì bạn uống về cái chỗ đẻ cũng khá tốt, rồi diệp hạt châu hay cây ăn xoa cũng khá là tốt, tức là những cái trong thảo dược này cũng rất lành tĩnh, quan trọng nhất là mình tìm được cái nguồn dược liệu tốt mà mình sao trẻ mình uống cho nó chắc uống. Còn đi kiểm tra lại đâu thì cứ kiểm tra ở bệnh viện lớn hoặc bệnh viện tư nhân, chúng ta kiểm tra lại cái chức năng gan, siêu âm gan. Vậy mình hãy sử dụng rượu bia, ngoài cái kiểm tra men gan mình làm thêm siêu âm gan nữa để xem trong gan mình có bị thô, bị xơ hóa, có nang gan hay là có gan nhiễm mỡ hay không, hay có u gan hay không nữa, thì mình kiểm tra bằng siêu âm thì qua kiểm tra bằng phương pháp được, cũng chẳng nguy hiểm gì cả. Về mức độ bệnh này thì nó chưa nguy hiểm gì, khi nào và chuyển sang xơ gan cổ trướng thì lúc đấy mới nguy hiểm,
họ đã chuyển sang cái u gan hoặc ung thư gan là bệnh nguy hiểm. Bạn bình nguyện siêu âm gan thô rồi thì mức độ siêu âm thô rồi thì ít là sơ gan từ F1 đến F3 khoảng đấy, còn mà siêu âm gan thô bơ không đều nữa thì nó tăng lại từ F3 trở lên. Là thông thường như vậy, không phải chỉ trọng tuyệt đối, nhưng mà qua cái kinh nghiệm tức là khi nhìn những cái người mà siêu âm gan đến khi đi kiểm tra một lần thôi thì mức độ bệnh tình trạng nó khoảng như vậy. Câu hỏi của bạn Hồng, bố em 62 tuổi bị xơ gan do rượu bia nhiều, dược sĩ cho em hỏi bố em dùng thuốc lá cà gai leo ăn xoa uống cho mát gan có được không, dược sĩ biết thuốc gì điều trị xơ gan tốt chia sẻ để em tham khảo sử dụng cho bố em không kiêng hẳn được rượu bia anh nhé. Tình trạng bạc 62 tuổi đó, bạc cũng có tuổi rồi thì là tức là cái tiền sử mà mình đã sử dụng rượu bia rồi, bây giờ bảo bạc kiêng thì hơi khó, kiêng tuyệt đối hơi khó, mình cố gắng là giảm cái rượu rượu bia xuống. Mà hiện tại bố sử dụng cả cái leo cây ăn xoa cũng khá là tốt, quan trọng là cái nguồn gốc của mình ấy. Và thông thường khi mà đun nước thế này thì là cũng không thuận lợi thuận tiện lắm, nên có thể mình tìm hiểu một cái sản phẩm nó mình cảm thấy nó gọi là an toàn và nguồn gốc rõ ràng để mình sử dụng. Thì bạn tham khảo sản phẩm Hồng Can với chúng tôi thì cũng là 10 năm trên thị trường rồi, cũng một số bệnh viện mà cũng là người nghiên cứu và điều trị trực tiếp cho người bệnh. Thì trong quá trình sử dụng thì bạn có thể tương tác trực tiếp với tôi xem được tình trạng bệnh giảm nào, tức là người nghiên cứu bệnh tình trạng bệnh và tương tác trực tiếp với bạn, không phải bạn ra mua ở ngoài nhà thuốc thì không biết là mình bày uống hỏi ai, nên bạn khi sử dụng thì hỏi trực tiếp tôi hoặc nhân viên của tôi để giải đáp thêm cho bạn. Còn về cái sử dụng rượu bia này thì cũng mình phải khuyến bổ sử dụng, tức là với tình trạng bộ có tuổi rồi, sức khỏe có rồi, và bây giờ bố cũng mong muốn bố sống với chúng con nó nhiều nhiều nhất có thể, nên bố có thể giảm rượu bia, mình có thể những món quà động viên, có thể những cái tức là đừng bảo bố kiêng hẳn, mình có thể mua một số cái dược liệu hay một cái gì tốt chẳng hạn, nó là những củ đinh lăng chẳng hạn mình ngâm cho bố chẳng hạn, hay là mình ngâm linh chi là mình ngâm cho bố, à, mỗi bữa ăn bố chỉ uống 1 ly hoặc 2 ly chẳng hạn, tức là để duy trì, tức là người ta đã thèm rượu rồi thì uống 1 ly nhỏ hay 2 ly nhỏ thì một bữa ăn như vậy thì nó cũng tốt cho sức khỏe. Mà cái tình trạng gan mình sử dụng về sản phẩm vậy, uống một cái liều lượng rượu thấp như vậy thì chức năng gan, tất nhiên để điều trị giảm thì nó không phải giảm, ít nhất là mình làm nó không tăng tình trạng bệnh, và sau khi cơ thể khỏe nó phục hồi dần dần thì có thể chức năng gan sẽ phục hồi lại được. Nên về tình trạng của bộ thì chắc là cái đang làm như vậy, về mức độ sơ hóa gan ở mức độ như vậy thì chúng ta cưỡng được như vậy. Câu hỏi bạn Tinh Hoàng, chồng em bị đồng nhiễm viêm gan C và B, hiện tại sức khỏe yếu, ăn ngủ kém, sụt cân. Cho tôi hỏi có thể điều trị hai bệnh lý cùng một lúc được không ạ? À? Điều trị như thế nào thì có hiệu quả tối đa? Đấy, một cái bệnh cũng khá là tình trạng nếu nhìn quá này cũng khá là nặng rồi, nhưng mà mức độ nhẹ. Thứ nhất là về đồng nhiễm và viêm gan B và viêm gan C thì chắc cảm phải điều trị đồng thời cả hai thuốc kháng virus này. Sức khỏe hiện tại đã yếu này, ăn ngủ kém, sụt cân này, tức là có cái gọi là liên quan đến chức năng gan là bị sơ hóa, tức là mức độ là sụt cân thì đã sơ hóa, mức độ sơ hóa gan cần phải đánh giá thêm nữa. Nên khi hai bệnh lý điều trị cùng một lúc thì chúng ta cũng là chọn cái giải pháp là tối ưu. Thì hiện tại với cái viêm gan C thì chúng ta điều trị đã có thuốc điều trị dứt điểm được, nên ưu tiên điều trị viêm gan C trước cho nó dứt điểm. Vậy phù hợp vào cái tình trạng của viêm gan B ở cái thể nào nữa mà bác sĩ có thể kê đơn điều trị cùng hoặc có thể điều trị sau này. Khi điều trị được viêm gan dứt điểm rồi thì chúng ta chuyển sang điều trị viêm gan B về mức độ kém sụt cân và sơ gan sức khỏe em này thì chắc chắn phải điều trị thuốc kháng của viêm gan B thời gian dài, chứ biết khi nào có thể sử dụng suốt đời. Song song đó thì chúng ta có thể tăng cường điều trị về liên quan đến cái chức năng gan của chúng ta, với cái giải pháp về virus đã có thuốc kháng virus rồi thì chúng ta cũng cần phải lo lắng gì về chuyện virus nữa, mà chúng ta giải quyết bài toán ở đây là liên quan đến cái phục hồi của chức năng gan và liên quan đến sức khỏe thì cần phải gì, phải cần phải tăng cường nuôi dưỡng cho cái chức năng gan. Vì chức năng gan đã suy giảm rồi, bây giờ mà tăng cường chức năng gan thì nó làm mình tăng cường quá nó phải làm về chức năng đi, nên yếu tố của tăng cường chức năng gan vừa phải mà chủ yếu là tăng cường nuôi dưỡng chức năng gan và đồng thời tăng cường cái thải độc cho gan để chức năng gan chúng ta nó phục hồi được và ổn định lại được. Ngoài ra chúng ta phải kết hợp với cái chế độ ăn uống. Về giải pháp thì hiện tại bạn cứ sử dụng thuốc kháng virus theo toa bác sĩ
kết hợp với hoa mộc can, kết hợp với cái chế độ ăn uống tốt nữa. Chế độ ăn uống tốt là gì? Những bệnh nhân như thế này thì phải cái dinh dưỡng rất quan trọng, protein nó phải đủ. Protein thì như kiểu mà thịt nạc, trứng, sữa, đấy, protein nó phải đủ. Và mỗi bữa mình cung cấp một lượng nó vừa phải, ăn chia làm nhiều bữa. Các cái thức ăn hàng ngày của mình chế biến phải mềm, kiêng các cái mỡ nội tạng, các cái đồ chiên xào chiên rán. Vì mức độ như này mà ăn những đồ chiên xào chiên rán vào thì khả năng tiêu hóa là kém đi và hấp thu nó sẽ kém đi mà làm gạch nặng chức năng gan lên. Nên để tăng hiệu quả tối đa thì điều trị theo toa bác sĩ, kết hợp hoa mộc can, kết hợp chế độ ăn uống tốt nữa, đi ngủ sớm, đi ngủ trước 22 giờ, dậy sớm, tập, tức là mình tập vận động một chút nhẹ. Với những người sụt cân, những người sức khỏe yếu kém này thì không thể yêu cầu vận động được, mình đứng tập thể dục theo những bài thể dục của dưỡng sinh nhà. Câu hỏi bạn Bùi Tuấn. Bạn Bùi Tuấn quen quen như ở trên group thì phải. Sơ gan có nguy hiểm không dược sĩ? Tôi 32 tuổi đi khám bị sơ gan. Cho tôi điều trị thuốc Tây về u máu và về mỡ máu và huyết áp. Trước có sử dụng rượu bia nhiều, sức khỏe vẫn bình thường, chẳng thấy triệu chứng gì. Cả khám mới biết thôi, bác sĩ kê mấy viên bổ gan về mà tôi lưỡng lự uống lắm, gần đây thấy đau tức hạ sườn nên đang bỏ rượu bia rồi dược sĩ ạ. Vậy tình trạng của anh tức là mình điều khi sơ gan mình đang tưởng lại có sử dụng rượu bia này, xong mình sử dụng thêm thuốc tây nữa thì lúc đấy cái tình trạng mà cái suy giảm chức năng gan và sơ hóa gan sẽ tăng lên. Cái thuốc mỡ máu thì liên quan đến simvastatin, amvastatin, những dòng đấy cũng ảnh hưởng đến trực tiếp đến con quan này ghi liên quan đến cái viêm gan, đặc biệt là liên quan đến thoái hóa, bởi vì nó là đào thải cái mỡ trong chuyển hóa mỡ trong cơ thể mình, nó sẽ ảnh hưởng đến liên quan đến cơ nữa. Với thuốc huyết áp thì cũng có ảnh hưởng đến chức năng gan, kết hợp với sử dụng rượu bia nữa. Tuy sức khỏe mình bình thường nhưng bị sơ hóa gan như vậy thì mức độ là chức năng gan vẫn đủ điều tiết cho mình, mà bác sĩ có kê thuốc bổ gan thì mình phải sử dụng vào thuốc bổ gan như Voganic hay Cidimazin ở trong bảo hiểm đấy, bác sĩ kê vào ít nhất là mình không phải đi mua gì cả và sử dụng được. Sử dụng vào nó tăng cường chức năng gan, tăng cường thải độc cho gan. Kiêng rượu bia vào nữa thì nó đào thải chức năng gan mình thì nó bù trừ lại, đào thải hết độc tố liên quan đến rượu bia vào thì gan mình hồi phục lại dần dần. Còn muốn để chức năng gan mình tốt hơn, ăn uống tốt hơn, nuôi dưỡng tốt hơn thì bạn tìm sản phẩm chuyên sâu về liên quan gan hoặc gan đấy, bạn tìm hiểu thêm. Tiếp câu hỏi bạn Nguyễn Bình. Sơ vậy à, sơ gan như vậy thì dùng gì để giảm được anh? Vì ông không chịu đi khám kỹ lưỡng hơn Huyền thì chỉ xét nghiệm máu và siêu âm thôi. Thế là sơ gan thì chủ yếu là xét nghiệm máu và siêu âm gan là được. Còn đi đánh giá đồ đàn hồi thì mình đi đánh giá mức độ, tức là những người quan tâm sâu đến sức khỏe để xem mức độ bệnh mình nằm ở mức độ là ép mấy để xem thử cái tình trạng sơ hóa thế nào thôi. Còn về giải pháp thì là kiêng rượu bia tuyệt đối. Đấy, muốn điều trị để dứt điểm là phải kiêng rượu bia tuyệt đối. Ngoài cái chế độ ăn uống thì sử dụng thêm cái hoa mộc can bây giờ phương pháp cân bằng gan lách. Cái quan trọng nhất phải cân bằng cả gan cả lách, vì suy giảm của người chức năng gan mà do rượu bia thì nó ảnh hưởng đến cả cái hệ tiêu hóa liên quan hấp thu đến chất dinh dưỡng nữa, mà liên quan hấp thu chất dinh dưỡng nó không đủ thì năng lượng để tái tạo tế bào gan, dinh dưỡng tái tạo tế bào gan cũng có làm sao phục hồi được. Nên nhiều người mà những rất nhiều người muốn phục hồi sơ gan mà nếu cân nặng nữa nó tăng thì hả, thì những người đấy sẽ khó hơn, bởi vì lúc đấy mình phải hạn chế cái chế độ dinh dưỡng. Bạn Hoàng Hưởng. Hiện tại tôi bị sơ gan đẹp bụng con bu kèm thêm bệnh lý tiểu, có kèm thêm bệnh lý tiểu đường, huyết áp. Trước kia dùng kháng virus bổ gan, vậy tôi nên sử dụng thêm những thuốc lạ nam dân gian điều trị được không? Rất nhiều người mách nhiều loại thuốc cho tôi. Cái tình trạng của anh sơ gan F4 con bu thì mức độ sơ hóa gan cũng khá là lớn rồi, gần như gan khô, gan teo cũng khá là nhiều rồi, kèm thêm bệnh lý tiểu đường nữa, bệnh lý huyết áp nữa, tức là liên quan đến cái suy giảm của miễn dịch nữa. Vì bị viêm gan B, sơ gan kém rồi thì chắc chắn sức khỏe, sức đề kháng, miễn dịch mình đã giảm rồi, cộng thêm bệnh lý tiểu đường, bệnh lý tiểu đường một trong bệnh suy giảm miễn dịch nữa, cộng thêm bệnh lý liên quan đến bệnh huyết áp nữa, liên quan đến bệnh tim mạch nữa, thì ngay cả mình sử dụng cái lượng thuốc nó đã nhiều, thuốc cho sơ gan, thuốc cho bệnh lý tiểu đường, thuốc cho huyết áp, nhất là thuộc về tiểu đường và huyết áp gần như ngày nào cũng phải uống rồi, mà kiểu gì cũng ảnh hưởng chức năng gan, thì chắc chắn bác sĩ cũng sẽ kê thuốc bổ gan, nên phải tuân thủ theo cái toa đơn bác sĩ kê thuốc bổ gan cho bạn muốn. Còn về uống thuốc lá nam dân gian thì khuyên bạn không nên dùng, cái này không phải là bài trừ về cái thuốc lá nam,
Bởi vì hiện tại mức độ sơ gan mà F4 rồi, nếu mà người không chuyên sâu về gan mật mà cũng lấy thuốc lá nam giải độc gan tăng cường chức năng gan như người gan bình thường, tức là cũng nói gan bình thường tức là vì sơ hóa gan mình, để gan nó nhẹ hơn đó. Thì lúc đấy cái tình trạng sơ gan mình xấu rồi, mình dùng đã nhiều thuốc rồi và bây giờ dùng cả thuốc lá nam vào nữa, thì trong thuốc lá nam chắc chắn có nhiều thành phần mà cái thành phần nhiều lúc cắt ở cái liều lượng mình về sắc cũng, tức là cái định vị của liều lượng nó không được chuẩn, mà mình về sắc lại thắt đặc sắc lỏa sắc này nhiều lửa ít lửa nữa, thì lúc đấy là ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng gan. Nên cố gắng dùng những sản phẩm tăng cường chức năng gan hay bổ gan, thì những sản phẩm đã được chia liều đóng liều sẵn, dạng viên hàm lượng nó bao nhiêu mình biết được để mình sử dụng, và nhớ tuân thủ theo cái toa bác sĩ kê, đặc biệt là bệnh lý liên quan đến tiểu đường liên quan đến thận. Bởi vì những bệnh lý này mà nghe những ai mà điều trị thuốc nam mà dừng thuốc này thì khả năng biến chứng rất lớn, đặc biệt là cả xơ gan cả tiểu đường nữa, đặc biệt là huyết áp nữa, biến chứng nó rất lớn. Tiếp theo câu hỏi bạn An Hoài, bác sĩ ơi khi nào làm chủ đề bệnh khác cho em tham khảo, nhà em hay đau xương khớp, nhà em hay đau xương khớp chủ đề khác cho em tham khảo, nhất trí thôi. Tức là cái bình thường làm nhiều chủ đề thì ngoài những cái bệnh lý liên quan đến về gan nữa thì người bệnh cũng sẽ bị những nhiều bệnh lý khác nữa, là ví dụ người già bị tiểu đêm, người già bị mất ngủ, thì nhiều lúc là những cái chia sẻ của tôi có thể là giúp người ta một cái yếu tố nào đấy, hoặc họ nhận được một cái kỹ nào đấy họ thể là cải 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 thiện được, và ví dụ sơ gan do rượu hay sơ gan mất ngủ mất mất bu chẳng hạn, hay những người bị mất ngủ, hay những người điếc chẳng hạn, những người liên quan tuổi già tính tái chẳng hạn, như người ở đi làm thuốc để tăng cường tính tái, bản thân cái gốc bệnh là ở thận, nên chúng ta thì cần dùng bổ thận, và bổ thận đơn giản nhất chúng ta thì cần dùng hoa thủ ô thôi, bởi vì thận nó khai khiếu là tai đấy, tai chúng ta u gì thì liên quan đến bổ thận âm hay bổ thận dương, tức là thận nó cải thiện lên, đặc biệt là những người có tuổi rồi thận dương suy giảm, thận âm suy giảm, chúng ta bổ chức năng thận thì cái tai chúng ta sẽ nghe lại rõ hơn, tức là một cái nó đơn giản như vậy. Còn về bệnh lý đau xương khớp thì đặc biệt những cái mùa như liên quan đến thay đổi thời tiết trên này nữa, cái đau nhức xương khớp và đau nhức xương khớp nó rất dài, và về chủ đề này có thể là do thoái hóa nó chen vào nó đau, hay là do nó vôi hóa, hay là do gai, hay do thoát vị địa đệm, hay do thần kinh, tức là rất nhiều yếu tố. Cảm ơn bạn Hùng, chúc sức khỏe. Cái chủ đề của buổi hôm nay cũng đến là cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Thực ra rượu bia là một trong những cái yếu tố mà cũng ảnh hưởng không chỉ là liên quan đến sức khỏe lá gan, mà nhiều lúc cũng ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân, thì liên quan đến kiểu tai nạn giao thông cũng liên quan rượu bia khá nhiều. Nên cái nghị định 100 đã uống rượu bia không lái xe cũng đã hạn chế được rất nhiều. Nên là cũng mong mọi người tức là trong quá trình sử dụng, nếu bắt buộc sử dụng rượu bia thì mình cũng nên sử dụng chừng mực, tức là ở mức độ nào đấy để mình giữ được sức khỏe cho mình, giữ được cái hạnh phúc cho gia đình mình, và đặc biệt là những cái giữ được cái bình an cho xã hội, cho những sức khỏe của người xung quanh nữa liên quan đến tai nạn. Cảm ơn, rất cảm ơn mọi người, cũng đã rất muộn rồi, hơn 12 giờ rồi.